Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự và hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Nhà Việt Nam Maryland đã tổ chức bữa cơm thân mật dành cho các vị cao niên tại Long Branch Community Center. Những bữa cơm như vậy đã được tổ chức tại Virginia từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Maryland. Anh Hoàng Đức Long, một trong những sáng lập viên, cũng là thủ quỹ của Nhà Việt Nam cho biết, chi nhánh Nhà Việt Nam tại Maryland mới được thành lập sẽ cố gắng tạo những sinh hoạt ở đây để đồng hương tham dự cho gần gũi và thuận tiện, nhất là đối với các vị cao niên. Trong căn phòng khang trang rộng rãi, hơn 200 quan khách thuộc ba thế hệ người Việt đã cùng nhau quây quần để dự một bữa cơm đơn sơ trong một bầu không khí ấm áp, chan chứa thân tình. Nhân dịp này, hình như tất cả mọi người đều muốn tạ ơn nước Mỹ và người dân Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận hàng triệu người Việt tị nạn cộng sản từ 1975 để chúng ta được sống trong tự do và hạnh phúc trên quê hương thứ hai này. Buổi tiệc đã được đóng góp của Hội Cao niên Việt Mỹ, các liên đoàn hướng đạo Potomac, Sài Gòn, Trưng Vương, Võ đường Phi Long, Vô Vi Nam, Maryland, Võ đường Việt Nam Thái Cực Đạo, Nhà Việt Nam. Các em hướng đạo và các võ sinh đã trân trọng mang từng phần thức ăn, nước uống đến mời quan khách. Phần văn nghệ hay và phong phú, các em thiếu nhi Nhà Việt Nam hát múa thật dễ thương. Đoàn múa Tuổi Vàng từ Virginia sang múa Bản Trăng Sơn Cước. Tiết mục độc tấu đàn bầu của cô Nam Phương trong ban nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và những màn biểu diễn võ thuật của Võ đường Phi Long Vô Vi Nam, Võ đường Việt Nam Thái Cực Đạo Nhà Việt Nam cũng được bà con hoan nghênh nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay vang dội. Kết thúc buổi văn nghệ là bản nhạc God Bless USA do chị Minh Thư cùng nhóm trẻ trình bày. Ngày 24 tháng 11 năm 2019, buổi tiệc cảm ơn của chương trình Tinh Hoa Nước Việt được tổ chức tại Nhà Việt Nam. Theo thông lệ hàng năm, cứ sau khi trình diễn chương trình văn nghệ về văn hóa, văn lịch sử Việt Nam, Tinh Hoa Nước Việt thì ban tổ chức gồm Nhà Việt Nam và nhóm Viettoon lại có một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn các thân hữu đã yểm trợ và các bạn trẻ đã đóng góp công sức trong chương trình. Đây cũng là dịp để mọi người cùng ôn lại những vui buồn khi thực hiện chương trình, nhất là cùng nhau cười vang khi nhắc lại những vai đã diễn trên sân khấu. Những dư luận khen chê, đa số là khen của bà con cũng được các nhà đạo diễn và các tài tử quan tâm để rút kinh nghiệm cho chương trình năm tới.